Rồi chị nào lấy thì các chị nhanh tay để lại số điện thoại cho em là hai hộp kem số điện thoại các chị nhé. Đây là dòng kem nền chống nắng và kem chống nắng đến từ Hàn Quốc đang rất là hot trên thị trường đấy ạ. Và em đang test lên mặt đây các chị ơi. Giá niêm yết của nó là 480.000 một tip này, nhưng hôm nay ở trong livestream này em giảm ngay cho các chị, chỉ còn 250.000 hai hộp này và miễn phí giao hàng luôn nhá. Chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em là hai hộp kèm số điện thoại. Đấy, để lại số điện thoại ngay bài viết này thì các chị sẽ được hưởng chương trình khuyến mại là hai hộp với giá chỉ còn 250.000, và bên em sẽ giao hàng tận nơi xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em và miễn phí giao hàng cho mình luôn nhá. Nhận hàng kiếm hàng cho em ạ. Đây các chị xem này. Đây là lọ kem chống nắng này 50P+ này. Đấy, đến từ Hàn Quốc này, lọ này đang là 480.000 một tip đấy ạ. Mà bây giờ em giảm ngay chỉ còn 250.000 một tip nhá. Đây ạ, các chị xem kỹ hộ em này. Hạn sử dụng này 100% tiếng Hàn này, và mình được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Đây là lọ kem chống nắng 50P+ nhá. Và cái lọ này là kem nền chống nắng ạ. Lọ cài gạch xanh này là kem nền chống nắng 48B+, vừa làm phấn nền, vừa làm phấn lót trang điểm, vừa chống nắng 48B+ cho mình luôn. Đấy, vì có hai loại để cho các chị lựa chọn nên là các chị cứ để lại số điện thoại cho em sẽ đi kỹ từng loại một cho các chị, bởi vì trên tay em đang cầm sẵn hai lọ này rồi đấy ạ. Đây nhá, đầu tiên là em đã vừa test cái kem chống nắng này thì tất cả các loại da mình đều phải dùng, và hầu hết cả ban ngày cả ban đêm mình đều phải dùng. Nó chống lại tia nắng này, ánh nắng mặt trời này, tia cực tím này, tia UV này, ánh đèn này, ánh điện thoại cho các chị luôn này. Đấy nên là nó làm sao, bởi vì những cái tia cực tím, tia UV đấy là gây ra nám tàn nhang trên mặt của các chị, nên các chị phải dùng kem chống nắng này để nó không bị nám, không bị tàn nhang, và nó chống hết lại tia nắng, tia mặt trời và tia điện thoại nhá. Đây đấy, các chị buổi sáng cứ đi ra ngoài, cứ sau khi rửa mặt xong các chị sẽ bôi một lượng vừa phải, các chị xem này. Hai hộp với giá 250.000 và em miễn phí ship. Chị nào lấy cứ để lại số điện thoại cho em. Đấy, bôi một phát nó sẽ thẩm thấu ngay vào da. Nó còn dưỡng da nữa nhá. Nó cứ kiềm dầu này, dưỡng da này, làm trắng da, mịn da, thành phần chống nắng 50V+. Đây là kem chống nắng. Đấy, phụ nữ của mình là phải có kem chống nắng rồi, ngay cả ban đêm mình cũng dùng để là tránh lại ánh đèn điện thoại nữa nhá. Những cái tia đấy là nó gây ra tia cực tím này, gây ra nám tàn nhang trên mặt của mình đấy ạ. Rồi để lại số điện thoại cho em. Chị nào lấy cái kem chống nắng này thì để lại số điện thoại cho em là hai kem chống nắng kèm số điện thoại với giá 250.000 và em miễn phí giao hàng luôn. Còn đây là kem nền chống nắng. Kem nền chống nắng này lúc nào mình trang điểm, mình trang điểm thì mình dùng kem nền chống nắng cho em. Ví dụ như buổi sáng các chị không cần phải dùng phấn lót, không phải dùng phấn nền nữa, mình dùng ngay cái kem phấn nền trang điểm này cho em, vừa chống nắng 48B+, vừa trang điểm cho các chị luôn. Đấy, em sẽ test lên mặt cho mình luôn nhá. Nhưng theo em các chị cứ lấy một tip trang điểm, một tip kem nền chống nắng và một tip chống nắng, để hôm nào mình trang điểm thì mình dùng tip kem nền chống nắng này nhá. 250.000 hai hộp miễn phí ship, cứ lấy cho em một kem nền chống nắng và một kem chống nắng các chị ạ. Đây, em sẽ test luôn lên mặt cho các chị xem này. Nó thẩm thấu ngay vào da, dưỡng da, làm kiềm dầu, làm xe khít lỗ chân lông, làm dưỡng da và cấp nước giữ ấm cho da, vừa chống nắng 48B+ cho các chị luôn. Các chị thấy chưa ạ? Đấy, nó sẽ thẩm thấu ngay vào da trong vòng mấy giây thôi. Đấy, các chị thấy nhá. Rồi, để lại số điện thoại nhanh cho em. Hai hộp này đến từ Hàn, giá gốc 480.000. Em giảm ngay trong livestream này cho mình, chỉ còn 250.000 hai tip này. Mỗi tip là 50ml, dùng được rất là lâu, và các chị sẽ được miễn phí giao hàng, được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Với cái thời tiết như thế này, mình không thể thiếu được là kem chống nắng đầu tiên, đúng không ạ? Và khi mà mình đi trang điểm nhiều thì mình phải dùng kem nền chống nắng nữa. Đấy, đây là cái thời tiết thế này, mình phải dùng kem chống nắng cho em. Nếu chị nào không dùng thì da của mình sẽ gây ra nạm, sạm này, nám này, tàn nhang các chị nhá. Và nó còn chống lại tia cực tím, tia UV cho mình, đỡ bỏng rát, gây bỏng rát da, đúng không ạ? Đây nha các chị nhá. Nếu mà các chị đặt kem nền chống nắng thì lọ của nó sẽ có gạch xanh này. Và các chị đặt kem chống nắng thì nó sẽ có cái lọ màu đỏ như này nha các chị nhá. Đấy các chị này. Đấy, hai cái lọ tip này đang cực kỳ hot trên thị trường. Nếu chị nào mà muốn tìm hiểu về cái loại này, các chị có thể lên Google search ngay ra cho em. Giá của nó đang là 480.000 một tip này đấy ạ. Mà bây giờ em giảm ngay trong livestream này cho mình, chỉ còn 250.000 hai hộp này và miễn phí giao hàng. Số lượng có hạn thôi nhá. Bởi vì cái dòng này không phải là lúc nào cũng về hàng đâu các chị ơi, bây giờ đang khan hiếm hàng cực kỳ luôn. Nên chị nào muốn sở hữu mẫu này thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em là hai hộp kèm số điện thoại, 250.000 hai lọ, lại còn được miễn phí giao hàng tận nơi. Mình xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em, và yên tâm cho em là 100% là của Hàn. Và các chị làm sao ạ? Hạn sử dụng của nó còn 3 năm. Đấy các chị ơi, phải dùng ngay. Nó thật luôn với các chị là vì sao mà chị nào trắng thì vẫn trắng, mà chị nào mình đen, mình không dưỡng da, mình không chống nắng thì nó lại đen. Bởi vì những cái tia cực tím, tia UV, tia điện thoại nó ra gây sạm da, gây nám da lắm các chị ạ. Các chị dùng cái chống nắng này này, em buổi tối em vẫn dùng. Đấy, để nó chống lại tia, bởi vì em nhìn điện thoại rất là nhiều, máy tính rất là nhiều, em vẫn phải dùng để nó chống lại tia cực tím, tia UV, không có một tí nám nào mặt em ấy, các chị thấy ạ. Rồi đấy, lại số điện thoại cho em nhá, 250.000 hai hộp này và miễn phí giao hàng. Các chị có thể lấy hai kem chống nắng cũng được, hai kem nền chống nắng cũng được, nhưng theo em các chị cứ lấy một kem nền chống nắng và một kem chống nắng. Đấy, các chị thay đổi, bởi vì 48B+ và 5